Chỉ vài ngày trước khi giới thiệu flagship Mi 5, hãng điện thoại Trung Quốc Xiaomi đã giới thiệu chiếc Mi 4S. Đây được coi là thành viên mới nhất trong gia đình Mi 4 của nhà Xiaomi. Trước đó là ba người tiền nhiệm Mi 4, Mi 4i và Mi 4C với mức giá hướng đến phân khúc điện thoại trung cấp nhưng vẫn giữ vững truyền thống giá rẻ, cấu hình cao vốn có của Xiaomi. Còn Mi 4S sẽ mang đến cho các bạn một cấu hình xử lý của flagship năm ngoái như là LG G4, Lumia 950 cùng với một thiết kế nhôm kính trong tầm giá chỉ bằng một nửa. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đánh giá các tính năng cũng như chất lượng chiếc Mi 4S mang lại với giá rẻ mà vẫn không kém phần mới mẻ này. Về thiết kế thì máy có số đo các vòng là 139,3 x 70,8 x 7,8mm, trọng lượng chỉ là 133g. Điện thoại mới nhất trong gia đình Mi 4 sẽ cung cấp một màn hình 5 inch, một thiết kế với hai chất liệu chính là kim loại và kính khá hợp thời. Cụ thể là chiếc Mi 4S sẽ được bao bọc bởi một bộ khung kim loại vắt cong cùng hai tấm kính được ốp vào hai mặt trước và sau thiết bị. Mặt trước Mi 4S cho cái nhìn tương đối giống với đàn chị Mi 4C ở cái khoản viền màn hình tương đối dày, thậm chí còn dày hơn cả chiếc Redmi Note 3 Pro với giá thấp hơn. Hai nút tăng giảm âm lượng và nút nguồn đặt bên cạnh phải, cạnh trái sẽ là nơi thống trị của khe SIM kiêm luôn khe cắm thẻ nhớ. Cạnh trên sẽ là nơi ở của jack cắm 3,5mm và cổng hồng ngoại cùng với một micro thu âm phụ. Cạnh dưới máy tương đối đẹp với giải loa cùng với micro chính được cắt gọt cẩn thận, xếp đối xứng với nhau qua cổng USB Type-C. Mặt lưng được bao phủ bởi chất liệu kính, cụm camera cùng đèn flash đặt phía trên bên trái, cảm biến vân tay cũng xuất hiện ở nơi đây. Một điểm là mình rất hài lòng về thiết kế trên chiếc Mi 4S này là khung viền kim loại được bó cong cho cảm giác cầm nắm khá là tốt, không bị cấn tay. Ngoài ra các cái lỗ loa được khoét và mài kim cương cực kỳ tỉ mỉ luôn. Điều này cho thấy sự nghiêm túc trong việc chế tác khung máy của Xiaomi. Như vậy có thể thấy thiết kế của chiếc Mi 4S về tổng thể mang nhiều chi tiết quen thuộc và dễ khiến người dùng nhận dạng được thương hiệu. Còn về ngôn ngữ thiết kế thì không có gì mới vì chất liệu kim loại và kính đã được Apple khởi xướng cách đây khoảng 6 năm trên chiếc iPhone 4 của họ, nhưng cho đến tận bây giờ nó mới thực sự phổ biến xuống cái phân khúc tầm thấp như thế này. Màn hình chiếc Mi 4S được Xiaomi trang bị một màn hình là 5 inch, độ phân giải Full HD LCD IPS, cung cấp mật độ điểm ảnh lên đến 441 ppi cùng với cách sắp xếp điểm ảnh theo dạng ma trận RGB cho khả năng hiển thị cực kỳ sắc nét. Thử nghiệm thực tế cho thấy màn hình này có độ sáng cao nhất lên đến 475 nit ở chế độ tự động trong điều kiện trời nắng gắt, cùng với độ tương phản trung bình là 975:1. Đây không phải là một con số cao và ấn tượng khi mà so sánh nó với màn AMOLED. Tuy nhiên, khả năng hiển thị màu đen là chấp nhận được nếu bạn không phải là người khó tính. Ở điều kiện mặc định thì mình không mấy hài lòng vì màn hình nó hơi ám vàng một chút. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể căn chỉnh màu sắc của màn hình nếu muốn. Xiaomi cho biết màn hình của Mi 4S có khả năng chống xước và chịu va đập tốt. Tuy nhiên, không nói rõ tên nhà sản xuất, có vẻ như tấm kính này không phải họ nhà Gorilla Glass mà chúng ta đã nhẵn mặt. Một điều rất quan trọng mà không thể bỏ quên đó là góc nhìn màn hình. Chi tiết này thường bị các smartphone giá rẻ tối giản nhưng Mi 4S đã nói không với điều đó. Về phần mềm thì Mi 4S được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 5.1.1 Lollipop cùng với giao diện cây nhà lá vườn MIUI 7. Như thường lệ, nhà sản xuất Trung Quốc vẫn có thói quen tùy biến cực sâu vào giao diện Android để mang lại nhiều nét đặc trưng cũng như là tăng khả năng nhận diện thương hiệu cho công ty. Một điều khá thú vị là nhà sản xuất Trung Quốc đã bỏ đi khay ứng dụng App Browser thường thấy trên Android gốc. Điều này sẽ gạt bớt các cái thao tác thủ công trước đây cũng như là phần nào giải phóng bộ nhớ đệm cho máy. MIUI cũng cung cấp một số widget như là chủ đề có sẵn với phong cách thiết kế đơn giản hóa, nhưng số lượng widget và chủ đề không nhiều, bạn hoàn toàn có thể tải thêm về tại cửa hàng trực tuyến của hãng. Một điểm nữa đáng khen trên phần mềm Mi 4S chính là khả năng đọc vân tay rất nhanh và hiệu quả. Chỉ cần bạn chạm nhẹ ngón tay vào cảm biến là lập tức thiết bị sẽ tỉnh giấc. Nói chung, giao diện điều khiển trên chiếc Mi 4S không có quá nhiều thay đổi so với những điện thoại Xiaomi khác như là khả năng tìm kiếm cục bộ, tính năng đồng bộ dữ liệu đám mây Mi Cloud hay là Cloud Messaging cho phép nhắn tin nội bộ giữa các máy Xiaomi với nhau. Tất cả đều có điểm tương đồng với các thiết bị iPhone của Apple. Hiện tại chiếc Mi 4S mình đang cầm chưa thấy thông báo gì về việc cập nhật lên Android 6.0. Có thể Xiaomi sẽ lên lịch cập nhật cho nó vào một thời điểm khác vì phần cứng của máy là thừa đủ để gánh team. Hiệu năng thì Xiaomi trang bị cho chiếc Mi 4S một cấu hình xử lý giống với những flagship của năm 2015 như là LG G4 hay là Lumia 950. Nói hoa mỹ là vậy nhưng thực ra chiếc Mi 4C đi trước cũng đã được trang bị cấu hình tương tự, bao gồm RAM 3GB, vít xử lý là Snapdragon 808 6 nhân, trong đó bao gồm 2 nhân Cortex A57 1.8GHz và 4 nhân Cortex A53 1.44GHz, cùng với đó là con chip đồ họa Adreno 418. Về cơ bản thì cấu hình xử lý này đã đủ để mượt mà và các tác vụ cơ bản hàng ngày, cũng như là đủ sức cân được hầu hết các game nặng trên Play Store hiện nay. Qua các bài test phần cứng thì Mi 4S đạt khoảng 59.000 điểm AnTuTu. Có thể trong tương lai khi được cập nhật Android 6.0 thì kết quả sẽ khả quan hơn nữa vì hiệu năng sẽ được tối ưu ngon hơn. Như vậy về tổng thể thì với mức giá 6 triệu, rõ ràng có thể coi phần cứng Mi 4S là một món hời ở thời điểm hiện tại. Mi 4S được trang bị camera chính 13 megapixel, khẩu độ là f2.0 với sự hiện diện của đèn flash LED kép True Tone,
giao diện camera của chiếc Mi Band S nhìn chung khá tương đồng với các máy khác của hãng. Bố cục khá đơn giản và dễ nhận biết như là trang giao diện chính này, giữa đó là các nút bấm chỉnh chế độ HDR, bật tắt đèn flash và quay video. Vuốt sang trái chúng ta sẽ có xuất hiện tùy chọn chế độ chụp. Vuốt sang phải sẽ là hiển thị các cái bộ lọc màu với 12 bộ lọc được chuẩn bị sẵn. Chất lượng ảnh chụp ở chế độ tự động cho màu sắc tái tạo chính xác. Chi tiết hình ảnh ở mức trên trung bình thôi, chỉ cần thiếu sáng một chút là ảnh sẽ noi thấy luôn, không cần kính lúp. Các chế độ chụp HDR hay là panorama cũng không khá khẩm hơn khi nói về chi tiết ảnh. Camera trước 5MP của máy cho chất lượng ảnh tạm ổn, cũng như là cung cấp nhiều bộ lọc màu để phục vụ cho nhu cầu sống ảo trên Facebook. Cả hai camera này thì đều hỗ trợ quay video Full HD 30fps hoặc là slow motion. Tuy nhiên, chất lượng video cũng chỉ dừng ở mức trung bình, còn chất lượng âm thanh thì khá đáng thất vọng, nhiều trường hợp bị méo tiếng. Như vậy, rõ ràng là bạn không nên kỳ vọng nhiều về máy ảnh trên chiếc Mi 4S, và càng tệ hại hơn nếu bạn vác đi chụp đêm với chiếc điện thoại này. Do đó, nếu bạn đang sở hữu một chiếc Mi 4C, thì tốt nhất đừng nên lên đời chiếc Mi 4S nếu chỉ thích chụp trẹt, vì camera của Mi 4C còn làm được tốt hơn như vậy. Về pin, Mi 4S được trang bị một quả pin con thỏ khổng lồ với dung lượng là 3260mAh. Đây là một con số tốt trên thị trường di động hiện tại. Thử nghiệm thực tế cho thấy chiếc điện thoại này có thể trụ được khoảng 10 tiếng 30 phút trong bài kiểm tra xem video trước khi ngòm hẳn. Như vậy, bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng chiếc máy này trong khoảng 1 ngày đến 1 ngày rưỡi. Như vậy, có thể thấy chiếc điện thoại mới nhất trong họ nhà Xiaomi vẫn đi theo đúng truyền thống gia đình văn hóa vốn có. Với mức giá phải chăng, chiếc Mi 4S cung cấp cho người dùng một thiết kế cực cao cấp. Đó là thiết kế mà chúng ta thường thấy trên các smartphone đầu bảng, với chất lượng chế tác đáng khen ngợi bên cạnh một sức mạnh phần cứng đáng nể trong tầm giá, cùng với việc tích hợp cảm ứng vân tay hoạt động khá nhanh nhẹn, hiệu quả cũng như là một thời lượng pin dài. Đó là những gì chúng ta có thể khen ngợi Mi 4S. Tuy nhiên, cũng có những hạt sạn tương đối rõ nét sẽ làm giảm đáng kể sự hấp dẫn của chiếc máy, như là màn hình ám vàng, camera chỉ dừng lại ở mức trung bình và là một cải lùi so với những người tiền nhiệm là Mi 4C hay là Mi 4. Nói chung là khó có thể được voi đòi luôn bà Tưng khi mà các bạn chỉ phải bỏ ra 6 triệu đồng để rước em Mi 4S này về. Như vậy, quyền quyết định sẽ phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng của bạn như thế nào. Và rõ ràng, với những con nghiện game di động nhưng chỉ có một túi tiền eo hẹp thì chiếc Mi 4S này sẽ là một ứng cử viên vô cùng sáng giá. Video này đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên like, share để ủng hộ Mark Channel. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn.